Các bạn có biết rằng trong hải quân, để nắm giữ một vị trí có chức vụ cao thì người đó phải có năng lực về cả sức mạnh và trí tuệ. Có rất nhiều người trong hải quân hiện đang nắm giữ chức vụ cao, trong đó có Sakazuki, hiện là người có chức quyền cao nhất, tiếp đến là các đô đốc và các phó đô đốc khác. Tất nhiên là trong số họ lại có những người thực sự tài giỏi và mạnh mẽ, mặc dù không cần đến trái ác quỷ. Họ bao gồm những ai? Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm mặt những hải quân mạnh mẽ dù không sở hữu trái ác quỷ nhé. Hermann Poor là một trong những nhân vật được tác giả cho quay đầu là bờ trong phim. Trước đây, khi chưa gặp Luffy, thì Hermann Poor luôn được biết đến là một công tử hải quân chỉ biết nói chuyện bằng tiền. Mãi cho đến khi Luffy đặt chân đến thị trấn Cell, gặp được Kobe và Zoro, họ đã đánh bại Morgan là cha của Hermann Poor và trả tự do cho dân làng. Và kể từ đó, Hermann Poor đã lên voi xuống chó, trải qua bao nhiêu cú sốc kể từ khi cha mình bị bắt và nhận ra ông chưa từng xem mình là một đứa con trai. Cậu đã cùng Kobe gia nhập vào hải quân và trải qua kỳ huấn luyện khắc khổ dưới sự chỉ huy của Gap. Sau một thời gian, Hermann Poor đã trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn. Và giờ đây, cậu và Kobe đều đã trở thành những hải quân hùng mạnh, đáng tin cậy và bảo vệ chính nghĩa. Và như bao kiếm sĩ khác, Hermann Poor cũng không sử dụng trái ác quỷ vì kiếm đạo của mình. Kobe là một hải quân gây ấn tượng mạnh mẽ đến với khán giả nhờ sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày để có thể trở thành được một hải quân thực thụ. Và Kobe đã đạt được điều đó. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Gap, cả anh và Hermann Poor đều đã trở thành những người lính hải quân xuất sắc. Và cũng vì là một người được Gap huấn luyện, nên có lẽ Kobe đã không màng đến việc mình có nên sở hữu một trái ác quỷ hay không. Và hiện tại, Kobe đã đạt tới cấp bậc hội trưởng. Điều này đã cho thấy anh nỗ lực như thế nào để có thể đạt được nguyện vọng như ngày hôm nay. Nhờ vào sự huấn luyện khắc nghiệt của Gap, Kobe đã rũ bỏ được dáng vẻ yếu đuối, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi của một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch. Giờ đây, anh đã có thể chiến đấu cùng các đồng đội của mình. Nhờ vào sự chăm chỉ luyện tập, Kobe đã có thể đạt được một thể lực khá tốt cùng với khả năng di chuyển cực nhanh, ngay cả khi đang ở dưới nước. Bên cạnh đó, Kobe cũng đã tự đánh thức Haki, thứ mà anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm được sau một lần bị sốc gây giữa cuộc đại chiến. Và chẳng mấy chốc sau nữa, sức mạnh của anh cũng sẽ không thua kém gì bất cứ ai đang nổi danh ở hiện tại đâu. Momonga không cần sử dụng đến trái ác quỷ nhưng vẫn là một phó đô đốc hùng mạnh và đáng sợ. Momonga, người đã đi đón nữ hoàng hải tặc đến Marineford theo lệnh triệu tập của chính phủ mà không có một chút lo sợ hay e ngại gì hết. Và rõ ràng là chúng ta có thể thấy điều đó tỏa ra từ Momonga khi ông không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh và hiệu ứng của trái Mero khi Boa sử dụng. Bên cạnh đó, vì là một phó đô đốc nên kỹ năng Haki của ông cũng phải thuộc vào hàng xuất sắc lắm. Và bên cạnh đó, vì là một kiếm sĩ nên có thể đó cũng là lý do mà Momonga không sử dụng đến trái ác quỷ để chiến đấu, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến kiếm đạo của ông chăng? Bastille được biết đến với chức vụ là một phó đô đốc. Bastille đã gây ấn tượng với khán giả nhờ vào ngoại hình của ông. Để các bạn chưa biết, thì ông luôn đeo một chiếc mặt nạ có một cặp sừng bò dài cong vút. Với hình ảnh này chính là biểu tượng cho sức mạnh của ông. Là một phó đô đốc, nên Bastille tất nhiên phải là một người vô cùng thành thạo trong việc chiến đấu. Và bên cạnh đó, với bản chất là một người khổng lồ, nên sức mạnh của ông cũng thuộc dạng là vượt trội hơn người. Mặc dù ông đã bị Sabo dần cho một trận khá là xấu hổ với cấp dưới, nhưng qua đó cũng có thể thấy được rằng tham mưu trưởng của quân cách mạng không phải là kẻ mà ai cũng có thể dây vào, đúng không? Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, thì ngoài việc ông bị Sabo trên kèo ra, thì với những hải tặc khác, ông vẫn là một trong những người cần phải tránh xa mỗi khi đi cướp bóc. Vì chỉ cần nhìn mỗi ngoại hình thôi thì cũng đủ để thấy ông mạnh và đáng sợ tới mức nào rồi. Và nói đâu xa thì Franky đã xem thường sức mạnh của ông nên đã bị quật bay ra tít xa chỉ bằng một cú vung chùy của ông thôi đấy. Tatsugi.
Tuy không phải là một nhân vật nổi trội, nhưng khả năng chiến đấu và tiến bộ trong công việc của cô nàng sĩ quan này cũng nên được chúng ta chú ý tới đấy nhỉ. Là một sĩ quan hải quân và là một trợ lý trung thành của Smoker, Tatsugi từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của phó đô đốc người khói. Lần đầu tiên Tatsugi phô diễn khả năng chiến đấu của mình là tại Lockdown, khi cô nàng chạm mặt với Zoro trong một lần đang cùng Smoker truy đuổi Luffy. Tất nhiên là với trình độ của Zoro thì Tatsugi chỉ là một con ruồi mà thôi. Có lẽ là vì bị đánh bại nên cô luôn nghĩ rằng Zoro không muốn ra tay với cô chỉ vì cô là con gái. Điều đó đã làm cho Tatsugi luôn muốn nỗ lực và đối đầu với Zoro và coi anh như kẻ thù. Nhưng sau thời gian time skip thì kỹ năng chiến đấu của Tatsugi dường như đã được cải thiện đi nhiều hơn. Bằng chứng là Tatsugi có thể đánh bại Monet để chứng minh cho Zoro thấy cô không phải là một người vô dụng. Virgo, chúa quỷ ống tre, biệt danh có vẻ khá là đáng sợ nhỉ? Và thực ra, nếu bạn biết rằng hắn là một trong những tay sai trung thành của Doflamingo và là người hỗ trợ Doflamingo thâu tóm thị trường tại thế giới ngầm và hải quân cùng lúc, thì tên này khá là đáng sợ đấy nhỉ? Nói về sức mạnh trái ác quỷ, thì cần gì tới món quà của biển khi hắn được xem là một trong những kẻ có thể sử dụng Haki khó chịu nhất trong truyện nhỉ? Và cho đến nay thì trong One Piece chúng ta vẫn chưa tìm ra được một ai khác có hình thức chiến đấu là bọc Haki toàn thân như tên này cả. Và cũng nhờ vậy nên hắn mới có đủ sức mạnh để sống sót trong trạng thái hai mang ở hải quân đấy đúng không? Sentomaru. Được biết đến với vai trò là cận vệ của tiến sĩ Vegapunk và là đội trưởng của binh đoàn Pacifista, Sentomaru lần đầu xuất hiện khi mang nhiệm vụ truy bắt nhóm Luffy, và thông qua nhiệm vụ này, cậu cũng được tác giả gửi gắm cho việc sử dụng Haki vũ trang để cho nhân vật chính biết thế nào là lễ độ. Và khỏi phải nói, vì chúng ta đều biết Luffy đã bất ngờ như thế nào khi có người có thể khiến cho cậu đau đớn bằng một đòn sát thương vật lý. Nói về Sentomaru thì phong cách ăn mặc của cậu tương tự như một võ sĩ sumo, nên dù mang một cây rìu to tổ bối trên tay, nhưng phong cách chiến đấu của cậu lại phỏng theo những võ sĩ sumo với khả năng sử dụng tay và bọc Haki để tấn công đối thủ. Và chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho bằng mũ rơm phải gặp khó khăn trong việc rút lui rồi, chứ không cần phải nói đến sự xuất hiện của một vị đô đốc nào cả. Bogart là một hải quân và cũng là cánh tay phải của Gap. Bogart cũng góp mặt trong danh sách này. Tuy rằng anh không được nổi bật như những nhân vật khác, nhưng Bogart cũng được chứng minh cho mọi người thấy rằng anh là một hải quân và là một trợ lý trung thành. Bogart luôn đi bên cạnh Gap để bảo vệ ông khỏi những tình huống bất ngờ. Bogart cũng là người thành thạo về kiếm thuật, khi anh có thể dùng kiếm cắt nhỏ khẩu súng của Copy thành nhiều mảnh nhỏ trong chớp mắt. Hay phải kể đến chính là phản ứng nhảy bén khi cứu Gap khỏi sự tấn công của Morgan. Và điều bí ẩn nhất của ông chính là việc chúng ta không biết được ông có thể sử dụng Haki hay là không. Tuy nhiên với danh là một kiếm sĩ và là một cận vệ bên cạnh Gap thì chắc chắn là phải có chứ gì. Và mặc dù là một nhân vật không mấy nổi trội và không thường xuyên xuất hiện nhiều trong suốt các tập phim và thậm chí là có thể đã bị tác giả quên luôn rồi, nhưng vì lòng trung thành và khả năng chiến đấu nhạy bén của Bogart cũng xứng đáng được nằm trong danh sách này đấy nhỉ. Gap. Xếp vị trí top 1 của video ngày hôm nay chính là Gap. Dù chúng ta đã biết, Gap là một trong số các anh hùng hải quân mạnh nhất, mặc dù ông không ăn trái ác quỷ. Minh chứng cho thấy, ông chính là một trong số ít những người từng đối đầu với vua hải tặc Roger, tới nỗi Roger cũng từng thừa nhận rằng hai người họ đã suýt giết nhau nhiều lần. Gap cũng từng chiến đấu và từng thắng thế trước bằng hải tặc Rocks tiếng tăm một thời. Ngoài ra, ông cũng đã từng đánh bại Don Chinzao, kẻ có số tiền truy nã hơn 500 triệu berry chỉ bằng một cú đấm. Còn có những minh chứng khác về sức mạnh của Gap,
như tay không ném pháo với tốc độ kinh khủng hay chặn đứng Siki cùng bè lũ của hắn tại Marineford. Và nói về Gap thì chúng ta không thể quên được nhiều thứ đã làm nên tên tuổi của ông, chính là nắm đấm và Haki. Và đúng với ngôn châm, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức khỏe đố ai dám đụng vào. Và cũng chính vì thế nên chúng ta mới được một gia phả của Gap, từ ông cho đến con cho đến bố thì ai cũng cứng đầu và ngang bướng như nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.